Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Seaward Authentic, trao chữ tín sống trọn đam mê và Air Long Time. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ rất đẹp, cổ điển và sang trọng được thương hiệu Raymond Well. Và giới thiệu một chút về cái thương hiệu này. Đây là một cái thương hiệu của ngài Mr. Raymond Well sáng lập ra vào những năm thập niên 70 của thế kỷ 20 đó. Và cùng với Frederick Constant thì Raymond Well mang lại những cái thiết kế rất là cổ điển, tinh tế. Raymond Well thì có những cái bộ sưu tập nó mang hướng đến cái âm nhạc, lấy cảm hứng từ âm nhạc đó. Và Raymond Well cũng là một trong những cái hãng đồng hồ mà vẫn giữ được cái bản quyền của mình, vẫn giữ được chủ của sở hữu của Raymond Well vẫn là cái gia đình ngoài Mr. Raymond Well đã qua rất là nhiều đời. Và hôm nay thì em có một chiếc Raymond Well, phiên bản Raymond Well Maestro cực kỳ đẹp. Nếu như mà anh em đã quá quen thuộc và thích cái phiên bản FC303 rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu một cái phiên bản khác tương tự, có cái thiết kế tương tự đến từ Raymond Well. Nó đẹp hơn, độ hoàn thiện cao và hoàn toàn có thể so sánh với cả chiếc FC303, nhưng mà có những cái điểm mà đáng chơi hơn chiếc FC đó. Ngoài cung cấp những cái sản phẩm đồng hồ đẹp giá tốt ra thì bên em cũng sẵn sàng thu mua chiếc đồng hồ anh em không có nhu cầu sử dụng nữa nhé. Mọi thông tin chi tiết hãy gửi cho em qua số Zalo 0973 816 72. Ok, chiếc Raymond Well này của chúng ta sẽ đừng có đường kính bề mặt là 39,5 mm. Em sẽ quay gần hơn một chút để em có thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của chiếc này. Đây là một cái thiết kế cực kỳ là tinh tế và đáng chơi của Raymond Well. Đầu tiên thì em này sẽ có một cái điểm hơn chiếc FC kia, đó chính là chiếc này chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa cực đẹp. Anh em nhìn này, nó như là dường như là không có kính vậy, rất trong trẻo. Chiếc này chúng ta thì sẽ có cái form nhỏ hơn chiếc FC kia một chút. Cái thông số thì như nhau, nhưng mà cái form của Raymond Well nhỏ hơn một chút, nên là dành cho anh em có cục tay vừa và nhỏ đeo chiếc này rất đẹp. Bây giờ thì em sẽ rút ra nấc ngoài cùng. Đó, lúc này cái chức năng hacking stop hoạt động, đồng hồ sẽ đứng lại và chúng ta có thể chỉnh giờ chiếc đồng hồ chúng ta hôm nay. Đó, khi mà chỉnh giờ xong thì anh em nhận đóng lại, đảm bảo chúng nước cho đồng hồ nhé. Rồi, đồng hồ bây giờ sẽ tiếp tục chạy và chiếc này chúng ta sẽ làm một chiếc mặt dial trắng cùng với đó là kim xanh, rất là tinh tế và tao nhã. Ngoài ra thì cái chiếc mặt chiếc đồng hồ này cũng được hoàn thiện, độ hoàn thiện cực kỳ là cao. Đầu tiên là phần phía trong chúng ta sẽ có logo của thương hiệu Raymond Well Geneva, dòng chữ Automatic, và ở phía trong này sẽ được trang trí bằng vân Bulliche Cloud de Paris rất đẹp. Đó, nổi khối rất tinh tế. Phía ngoài thì sẽ là những vòng tròn đồng tâm, nó giống như là cái phần trang trí trên đĩa nhạc vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có 12 cọc số La Mã. Kim mắt ngỗng cộng với cọc số La Mã này thì đã là những cái option quen thuộc của những chiếc đồng hồ cổ điển đến từ châu Âu. Đấy, số La Mã là đặc trưng của nền văn minh châu Âu mà. Phía ngoài cùng thì chúng ta sẽ có vòng Outrim vạch chiều phút để dễ dàng xem giờ hơn, và chuyện Swissmade danh giá của chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ ở đây. Ô lịch ở góc 3 giờ quen thuộc, hoàn thiện rất tinh tế anh chị em nhé. Em sẽ quay gần hơn một chút để anh chị em có thể cảm nhận được độ hoàn thiện cực cao của chiếc Raymond Well này. Đó, phía ngoài chúng ta sẽ có một cái bezel cong 3 chiều 2 tầng, hoàn thiện rất cao, bóng, chất thép bóng, sáng, đẹp. Đó, để đảm bảo là đeo một chiếc đồng hồ thép nhưng mà vẫn tỏa sáng trên cổ tay của anh em. Bên phải sẽ là logo của Raymond Well, bên trái chúng ta sẽ có một phần case trơn ở đây, hoàn thiện bóng rất đẹp. Bộ máy của chiếc Raymond Well này sẽ là bộ máy caliber RVK4000 đến từ Raymond Well. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ hoạt động tần số là 28.800 nhịp một phút, 28.800 nhịp một giờ, tích cóp đến 38 tiếng, và chiếc này thì chạy cực kỳ chuẩn. Trên quả văng sẽ có tên của thương hiệu Raymond Well 25 trên kính ở đây. Ngoài ra thì chiếc này chúng ta sẽ chống nước ở 50 m, chống nước rất là tốt cho một chiếc đồng hồ dây dài như này. Nhưng mà tất nhiên là tốt so với việc là anh em sử dụng hoạt động thường ngày thôi nhá. Còn tắm rửa hay là những cái việc gì đó như là liên quan đến nước nóng thì tốt nhất là anh em hạn chế sử dụng đồng hồ, nó sẽ bị hấp hơi từ cái núm này. Đó, đồng hồ sẽ làm hoàn toàn bằng thép đúc đặc không gỉ stainless steel, khả năng chống ăn mòn chống điện tử, kính sapphire và mã seri của sản phẩm 2837V495373 Swissmade Thụy Sĩ. Đó,
bộ dây của chúng ta sẽ là một bộ dây da cá sấu đen cùng với khóa cài cổ điển thanh lịch của Rimmelware. Đó, bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo trên cổ tay để anh chị em có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc này. Một chiếc Rimmelware này đeo trên cổ tay 15,5 nha em. Cổ tay khá nhỏ nhưng cũng có thể fit đẹp chiếc này rồi. Anh chị em lưu ý một điều nữa là size dây của chiếc Rimmelware này sẽ là size dây là 20-18. Nó size dây nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, thanh lịch hơn là chiếc FC. FC sẽ size 22-18, size dây hơi to. Nó cho cái cảm giác trên cổ tay hơi to một chút. Còn cái size 20-18 rất hợp lý của chiếc Rimmelware này. Nó khiến cho em cảm thấy nó đẹp, sang trọng và thanh lịch hơn rất là nhiều. Chiếc này của chúng ta thì hãng đang bán mới mức giá khoảng 30 triệu. Ở trên thị trường thì đang rất là hiếm một chiếc Rimmelware tình trạng đẹp như này. Còn em đang giao lưu một chiếc siêu lướt tình trạng cực đẹp với giá chỉ 11.600.000 thôi anh chị em nhé. Đó, cam kết chính hãng 100%, sẵn sàng cùng anh em đi thẩm định ở bất cứ trung tâm uy tín nào. Đồng hồ đang có sẵn tại Siwat số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Anh em có thể đến để trải nghiệm và lên tay trực tiếp. Anh em ở xa muốn mua, hãy cọc cho em 10% giá trị sản phẩm. Em sẽ gửi hàng tận nơi để anh em kiểm tra, nhận hàng và thanh toán. Cam kết chính hãng 100%, bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành 3 năm là lên tới 5 năm để anh em yên tâm trải nghiệm và sử dụng. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vô tiếp theo nhé.